Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 2. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn bài tập hàng ngày Toán 2 tập 1 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa Cánh Diều nhé. Chúng ta đến với bài tập hàng ngày 37 luyện tập chung. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Tổng của 65 và 27 là bao nhiêu? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ đi đặt tính cộng các em ạ. Muốn tìm tổng là chúng ta sẽ phải đi đặt tính cộng nhé. 65 cộng 27. Đặt tính thẳng hàng, sau đó mình sẽ cộng với lại số đơn vị trước. 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 6 cộng 2 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. Kết quả ta được là 92. Đáp án A. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 2. Kết quả của phép tính 12 cộng 88 trừ 9 là bao nhiêu? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi thực hiện là 12 cộng 88 trước, và chúng ta thực hiện từ trái sang phải nhé. Với dãy phép tính này, cứ cộng trừ là mình cứ làm từ trái sang phải thôi các em ạ. Bây giờ mình sẽ đi tìm kết quả này thì đặt tính nhé các em ạ. 12 cộng 88. 2 cộng 8 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 1 cộng 8 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10. Kết quả của mình là 100. Bây giờ ta lấy 100 trừ đi 9 thì mình sẽ có thể trừ nhầm được. 100 trừ đi 9 sẽ bằng 91. Vậy mình khoanh vào đáp án B. Câu trắc nghiệm 3. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là. Bây giờ chúng ta sẽ đi đặt tính, sau đó mình so sánh các kết quả với nhau. Phép tính 26 cộng 45. Đặt tính thẳng hàng, sau đó mình cộng với lại số đơn vị trước. 6 cộng 5 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 2 cộng 4 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. Kết quả là 71. Tiếp theo là 72 trừ đi 19. Đặt tính thẳng hàng, sau đó mình trừ với số đơn vị trước. 2 không trừ được 9, ta lấy 12 trừ 9 bằng 3, viết 3 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 7 trừ 2 bằng 5, viết 5. Kết quả là 53. Tiếp theo là 18 cộng 52. 8 cộng 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 1 cộng 5 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. Kết quả là 70. Tiếp đến 92 trừ đi 18. 2 không trừ được 8, ta lấy 12 trừ 8 bằng 44 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 9 trừ 2 bằng 7, viết 7. Kết quả mình là 74. Bên trong cái kết quả này thì ta thấy rằng số 74 là lớn nhất. Vậy chúng ta khoanh vào đáp án D nhé. Tiếp đến là câu trắc nghiệm 4. Điền số tích hợp. 100 trừ đi số nào để được kết quả bằng với lại phép tính 35 cộng 48. Thì bây giờ mình sẽ đi đặt tính. Đặt tính thẳng hàng, sau đó mình cộng với số đơn vị trước. 5 cộng 8 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 3 cộng 4 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8. Ta được 83. Bây giờ 100 trừ đi số nào được 83. Và chúng ta có thể kể đặt tính như thế này. Số đơn vị thẳng đơn vị, số trục thẳng số trục này. Thế bây giờ không trừ đi số nào để được 3 thì ở đây, tức là số 10 trừ đi 7 đấy các em ạ. Không không trừ được 7, ta lấy 10 trừ đi 7 bằng 3, viết 3 nhớ 1. À, nhớ 1 vào đây. Sau đó 10 trừ đi mấy để được 8 này. 10 trừ đi 2, tức là số này sẽ là số 1. À, chúng ta cùng kiểm tra lại. Không không trừ được 7, ta lấy 10 trừ 7 bằng 3, viết 3 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 10 trừ 2 bằng 8, viết 8. Đúng rồi. Như vậy, cái số cần điền ở đây nó sẽ chính là số 17, đáp án B. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 5. Lớp 2A thu gom được 25 túi giấy vụn. Lớp 2B thu gom được nhiều hơn lớp 2A 8 túi. Vậy, lớp 2B thu gom được số túi giấy vụn là. Ở đây mình có thể đi biểu diễn sơ đồ đoạn thẳng. Lớp 2A thì chúng ta đã biết rồi, lớp thu gom được là 25 túi giấy vụn. Thầy sẽ kẻ đoạn thẳng tượng trưng cho 25 túi giấy vụn lớp 2A thu gom được. Để ra lớp 2B, đầu tiên thầy sẽ dùng thước thầy gióng thẳng. Lớp 2B thu gom được nhiều hơn, tức là đoạn thẳng dài hơn. Đến đây chẳng hạn. Và chúng ta dùng thước ta gióng thẳng xuống. Thì mình sẽ nhìn ra được cái đoạn mà lớp 2B thu gom được nhiều hơn là ứng với lại 8 túi. Như vậy để ra được lớp 2B là bao nhiêu túi thì mình sẽ lấy cái đoạn ứng với lại 25 túi này.
mình đã gióng thẳng rồi, cái đoạn này là 25 túi. Cộng thêm cái đoạn này là 8 túi nữa. Phép tính của chúng mình là 25 cộng 8. Mình đặt tính. 5 cộng 8 bằng 13, viết 3 nhớ 1, 2 thêm 1 bằng 3, viết 3, kết quả là bằng 33 và đơn vị là túi. À, như vậy thì chúng ta chọn đáp án C. Tiếp theo thầy cho mình chuyển sang hai lớn phần tự luận. Bài 1 đặt tính rồi tính. Trong bài này thầy cho mình rèn luyện đặt tính trừ và cộng. Thì các em nhớ là phải đặt tính thẳng hàng, sau đó mình sẽ thực hiện với lại số đơn vị trước nhé. 81 trừ 7, số 7 thẳng với số 1. Bây giờ ta lấy 1 trừ 7, 1 không trừ được 7, ta lấy 11 trừ 7 bằng 44 nhớ 1, 8 trừ 1 bằng 7, viết 7. Kết quả ta được là 74. Tiếp theo, 31 cộng 59. 1 cộng 9 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 3 cộng 5 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. Kết quả ta được là 90. Tiếp theo, 63 trừ 56. Mình sẽ trừ số đơn vị trước. 3 không trừ được 6, ta lấy 13 trừ 6 bằng 7, viết 7 nhớ 1. 5 thêm 1 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0 hết, như vậy kết quả bằng 7 thôi. Tiếp đấy là 100 trừ đi 89. 0 không trừ được 9, ta lấy 10 trừ 9 bằng 1, viết 1 nhớ 1. 8 thêm 1 bằng 9, ta lấy 10 trừ 9 bằng 1, viết 1. Như vậy kết quả là 11. Phép tính cuối cùng là 22 cộng 78. 2 cộng 8 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 cộng 7 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10. Kết quả mình được là 100. Chúng ta đã xong bài 1, tiếp theo là bài 2. Đề bài yêu cầu chúng mình là tính các em ạ. Thầy cho chúng ta đến với phép tính đầu tiên của bài 2. Đó là 56 trừ 18 trừ 29. Thì mình cũng làm từ trái sang phải. Ở đây chúng ta sẽ đi tìm kết quả của 56 trừ 18 trước các em ạ. Sau đó mình sẽ lấy kết quả đó trừ đi 29 nhé. Và bây giờ mình sẽ đi đặt tính. 56 trừ đi 18. 6 không trừ được 8, ta lấy 16 trừ 8 bằng 8, viết 8 nhớ 1, 1 thêm 1 bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3, viết 3. Kết quả của mình là 38. Sau đó mình lấy 38 trừ đi 29 các em ạ. Mình đặt tính. 8 không trừ được 9, ta lấy 18 trừ 9 bằng 9, viết 9 nhớ 1, 2 thêm 1 bằng 3, 3 trừ 3 bằng 0 hết. Như vậy kết quả cuối cùng của mình sẽ là 9. Ta sẽ điền số 9 vào cái ô trống này. Phép tính tiếp theo, 28 cộng 19 cộng 43 thì chúng ta cũng làm như vậy. Tức là mình cũng làm từ trái sang phải. Bây giờ mình sẽ đi tìm kết quả của phép tính là 28 cộng 19 trước. 8 cộng 9 bằng 17, viết 7 nhớ 1. 2 cộng 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4. Ta được kết quả là 47. Sau đó mình lấy 47 cộng với 43. 7 cộng 3 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 4 cộng 4 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. Vậy kết quả cuối cùng ta được là 90. Ta sẽ điền vào ô trống này. Phép tính tiếp theo, 36 cộng 64 trừ 73. Ở đây giờ mình sẽ đi tìm kết quả của phép tính 36 cộng 64 trước. 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 3 cộng 6 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10. Ta được kết quả là 100. Sau đó mình lấy 100 trừ đi 73. Các em nhớ là tính thẳng hàng, sau đó mình trừ với số đơn vị trước. 0 không trừ được 3, ta lấy 10 trừ 3 bằng 7, viết 7 nhớ 1. 7 thêm 1 bằng 8, 10 trừ 8 bằng 2, viết 2. Kết quả ta được là 27. Ta sẽ điền vào cái ô trống này. Tính tiếp theo đó là 47 cộng 36 trừ 55. Thế thì đây mình sẽ đi tìm kết quả của phép tính 47 cộng 36 trước. 7 cộng 6 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 4 cộng 3 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8. Kết quả là 83 này. Sau đó mình trừ đi 55. 3 không trừ được 5, ta lấy 13 trừ đi 5 bằng 8, viết 8 nhớ 1. 5 thêm 1 bằng 6, 8 trừ 6 bằng 2, viết 2. Kết quả cuối cùng là 28. Thầy cho chúng ta đến với phép tính tiếp theo. 85 trừ 37 cộng 12 thì chúng ta cũng làm từ trái sang phải thôi. Mình sẽ đi tìm kết quả của 85 trừ 37 trước. 5 không trừ được 7, ta lấy 15 trừ 7 bằng 8, viết 8 nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4, 8 trừ 4 bằng 4, viết 4. Kết quả ta được là 48. Sau đó mình cộng với 12. 8 cộng 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 4 cộng 1 bằng 5, thêm 1 bằng 6, viết 6. Kết quả mình là 60. Phép tính cuối cùng mình có 91
trừ 42 cộng 25. Thì chúng ta cũng làm từ trái sang phải thôi. 91 trừ 42, mình sẽ đi đặt tính trước. 1 không trừ được 2 thì ta sẽ lấy 11 trừ 2 bằng 9, viết 9 nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5, 9 trừ 5 bằng 44, ta được 49. Sau đó mình lấy 49 cộng với 25. 9 cộng 5 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 4 cộng 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. Như vậy ta được kết quả cuối cùng ở đây là bằng 74. Ta sẽ điền vào ô trống này là 74. Vậy là thầy trò chúng ta đã làm xong bài tự luận 2. Tiếp theo là bài tự luận 3. Điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc là dấu bằng. Mình sẽ đi thực hiện các phép tính này và sau đó mình sẽ so sánh các kết quả với nhau nhé. Phép tính 74 trừ 36. 4 không trừ được 6, ta lấy 14 trừ 6 bằng 8, viết 8, nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4, 7 trừ 4 bằng 3, viết 3. Kết quả của mình là 38 ở đây. Ta thấy rằng 38 bé hơn 48 đúng không các em? Vậy ta sẽ điền dấu bé hơn. Tương tự như vậy, so sánh tiếp theo. Chúng ta sẽ thực hiện phép tính là 80 trừ 16. 0 không trừ được 6, ta lấy 10 trừ 6 bằng 4, viết 4 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 8 trừ 2 bằng 6, viết 6. Kết quả của mình là 64. 64 so sánh với 53 thì số trục là 6, lớn hơn rồi đúng không các em? Như vậy thì ta điền dấu lớn hơn. Tiếp theo, với cái so sánh này chúng ta phải thực hiện hai phép tính. Mình tìm kết quả sau đó mình mới so sánh được. 55 cộng 17, chúng ta cộng với số đơn vị trước nhé. 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 5 cộng 1 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. Kết quả là 72. Tiếp đến là 72 trừ 8. Chúng ta đánh thẳng hàng, sau đó trừ với số đơn vị trước. 2 không trừ được 8, ta lấy 12 trừ 8 bằng 4, viết 4 nhớ 1. 7 trừ 4 bằng 6, viết 6. Kết quả là 64. Đấy, thực ra đến đây là nhiều bạn đã ra được kết quả rồi, ra được cái dấu so sánh rồi. Ở đây bên trái mình ra được kết quả 72, phép tính bên phải là 72 trừ đi 8 thì chắc chắn sẽ bé hơn 72 đúng không các em? Đấy. Như vậy chúng ta sẽ điền dấu lớn hơn. Tiếp theo, chúng ta đến với so sánh 27 cộng 24 với lại 60 trừ 9. 7 cộng 4 bằng 11, viết 1 nhớ 1. 2 cộng 2 bằng 4, thêm 1 bằng 5. Viết 5, kết quả là 51. 60 trừ đi 9 thì ta cũng ra được kết quả là 51. Hai cái kết quả này bằng nhau, ta điền dấu bằng. Đến so sánh tiếp theo, 23 cộng 77. 3 cộng 7 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 cộng 7 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10, ta được kết quả là 100. Tiếp đến là 59 cộng 41. 9 cộng 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 5 cộng 4 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10, ta được kết quả cũng là 100. Vậy hai cái kết quả này bằng nhau, chúng mình điền dấu bằng. So sánh cuối cùng, 92 trừ 18 với lại 65 cộng 15. 2 không trừ được 8, ta lấy 12 trừ 8 bằng 4, viết 4 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 9 trừ 2 bằng 7, viết 7. Kết quả của mình là 74. Tiếp đến là phép tính 65 cộng với lại 15. 5 cộng 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 6 cộng 1 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8. Kết quả của mình là 80. Ta thấy rằng hai số này đều là số có hai chữ số này, số trục là 7 bé hơn số trục là 8, vậy ta điền dấu bé hơn rồi. Như vậy thầy cho mình đã làm xong bài 3. Tiếp theo là bài tự luận 4. Điền số tích hợp. Mà bây giờ mình sẽ thực hiện phép tính theo chiều mũi tên này. Đầu tiên là 25 cộng 48. 5 cộng 8 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 2 cộng 4 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7. Ta được 73, ta sẽ điền vào ô trống này. Tiếp theo 73 trừ 36, ta lại làm tiếp nè. 3 không trừ được 6, ta lấy 13 trừ 6 bằng 7, viết 7 nhớ 1. 3 thêm 1 bằng 4, 7 trừ 4 bằng 3, viết 3. Ta được kết quả 37 vào cái ô trống này. Bây giờ 37 trừ đi 8. 7 không trừ được 8, ta lấy 17 trừ 8 bằng 9, viết 9 nhớ 1. 3 trừ 1 bằng 2, viết 2. Ta được 29. Sau đó là 29 cộng 71. 9 cộng 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 cộng 7 bằng 9, thêm 1 bằng 10, ta được kết quả cuối cùng là bằng 100. Tiếp theo thầy cho mình cùng chuyển sang bài tự luận 5. Đề bài như sau. Tháng trước, cửa hàng nhà Mai bán được 55 bộ bàn ghế. Tháng này, cửa hàng
bán được ít hơn tháng trước 18 bộ bàn ghế. Hỏi: Yeah, tháng này cửa hàng nhà Mai bán được bao nhiêu bộ bàn ghế? Bây giờ thầy trò mình sẽ cùng đi biểu diễn xô đồ đỏ thẳng. Tháng trước thì chúng ta đã biết rồi. Bây giờ để tháng trước để biểu diễn, thầy sẽ kể một đoạn thẳng tượng trưng cho 55 bộ bàn ghế cửa hàng nhà Mai bán được vào tháng trước. Đầu tiên, giá tháng này thì thầy sẽ dùng thước thầy gióng thẳng. Tháng này mà cửa hàng bán được ít hơn, như vậy sẽ là đoạn thẳng ngắn hơn. Ít hơn bao nhiêu thì thầy sẽ dùng thước thầy gióng thẳng lên, thì mình sẽ nhìn ra được là tháng này ít hơn tháng trước chính là cái đoạn này, ứng với 18 bộ. Như vậy để ra được tháng này thì chúng ta sẽ lấy gì nhỉ? Ta sẽ lấy cái đoạn dài nhất này, đúng không? Chúng mình sẽ trừ đi cái đoạn là 18 bộ này, thì mình sẽ ra được cái đoạn còn lại chính là tháng này, kèm nhé. Phép tính là 55 trừ đi 18. Mình đã tính 5 không trừ được 8, ta lấy 15 trừ 8 bằng 7, viết 7 nhớ 1, 1 thêm 1 bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3, viết 3, ta được 37. Và đơn vị là bộ. Thế bây giờ chúng mình sẽ đi viết lời văn. Tháng này cửa hàng nhà Mai bán được số bộ bàn ghế là, ta lấy 55 trừ đi 18 thì sẽ bằng 37. Đơn vị là bộ. Và đáp số mình sẽ ghi đầy đủ, đó là 37 bộ bàn ghế. Chúng ta đã xong ý A. Tiếp theo là ý B. Ý B đề bài hỏi chúng ta là cả hai tháng cửa hàng nhà Mai bán được bao nhiêu bộ bàn ghế. Thì chúng mình đã biết là tháng trước cửa hàng nhà Mai bán được 55 bộ, tháng này vừa mới tính được là 37 bộ. Vậy cả hai tháng phép tính sẽ là phép tính cộng, các bạn. Chúng mình sẽ lấy 55 bộ của tháng trước cộng với tháng này là 37 bộ. 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1, 5 cộng 3 bằng 8 thêm 1 bằng 9, viết 9, kết quả là 92, đơn vị là bộ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi viết lời văn. Cả hai tháng cửa hàng nhà Mai bán được số bộ bàn ghế là, phép tính đó là 55 cộng với lại 37 thì sẽ bằng 92, đơn vị là bộ. Chúng ta sẽ ghi đáp số đầy đủ, đó là 92 bộ bàn ghế. Như vậy là thầy trò chúng mình đã làm xong bài tự luận 5, kết thúc bài tập hàng ngày 37 rồi các em ạ. Thầy chúc các em học thật tốt nhé. Thế còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.